quả cuối cùng thì Jordani vẫn thắng với tỷ số 1-0. Pha xử lý của Ronaldo. Như đã nói, đây là trận đấu mà trong hiệp 1 này thì thủ thành Safi gặp bất lợi về ánh nắng, và những phương án như thế này của Đoàn Văn Hậu là có thể hiểu được. Giữa các tuyến đang được thể hiện khá ổn định nhưng có nguy hiểm. Hoàn hồ Đặng Văn Lâm với một pha phản xạ tuyệt vời. Và chúng ta thấy rằng là các tiền đạo của Jordani nhanh nhẹn đến như thế nào. Tuy nhiên đường truyền trước đó của Huy Hùng là quá mạo hiểm. Đặng Văn Lâm đã từng khẳng định vị trí của mình trong chính trận đấu gặp Jordani ở vòng loại Asian Cup 2019 này. Pha xử lý quá hay của Musa. Nguy hiểm, Asadi không vào. Bây giờ họ tập trung nhiều sang bên phía cánh phải, và Musa, cầu thủ áo số 18, đang tạo ra rất nhiều sự khác biệt khi trong pha bóng này. Và thật sự là rất may mắn khi trong tình huống vừa rồi, Yasin đã khó một pha xử lý không tốt, được thực hiện bởi Công Phượng. Ấy đâu, chạm đầu của Đoàn Văn Hậu. Cơ hội, dứt điểm, không vào, áp sát. Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng rất hay đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc. Cú đá là rất căng rồi, nhưng Safi đã chơi tập trung. Rất nhiều những đường truyền ở đoạn ngắn ở bên phần sân nhà để ru ngủ đối phương, và ngay lập tức là một tình huống mà thay đổi nhịp độ đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được cơ hội với một pha bóng đẹp. Tình huống dàn xếp đá phạt. Jordani đã mở tỷ số. Lần này vẫn là quả đá của Baharaman. Quyết định thổi phạt trước đó là hơi đáng tiếc, nhưng phải nói đây là cú đá quá tốt của Baha. Công Phượng! Thế còn là nữa! Đó là cú đá của Quang Hải. Hùng Dũng! Hùng Dũng! Công Phượng! Rất tiếc, đó là cú đá quá tốt của Hùng Dũng. Liên tục là những pha dứt điểm từ phía cao thủ chúng ta. Và ở tình huống này thì Hùng Dũng đã đưa ra một giải pháp xứng đáng. Huy Hùng, đội tuyển Việt Nam đang dâng cao ở trong những phút cuối hiệp 1. Trọng Hoa! Không có ai áp sát. Một quả đá từ rất xa của Trọng Hoàng. Và tưởng như sự chói nắng và quyết định bất ngờ vừa rồi của Trọng Hoàng đã mang đến bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ là Amr Safi đã bị giật mình. Trọng Hoàng! Còi! Đó là Công Phượng! Đó là Công Phượng! Và một lần nữa thì Công Phượng lại thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới cái đội bóng của Tây Á. Chặn lại đường kiến tạo ngoạn mục của Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải. Và Công Phượng di chuyển cực kỳ khôn ngoan. Và pha bóng này thì không cho thủ môn Amr Safi một cơ hội nào nữa. Đây là một giải đấu mà Công Phượng đá rất hay ở vị trí trung vòng cắm. Anh thoát ra giữa hai trung vệ của đối phương, có mặt đúng lúc đúng chỗ để bóng tung lưới không thành của Jordani. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Anh Đức là người đã từng ghi bàn vào lưới của Jordani, vừa cứu thua cho các cầu thủ Jordani. Đánh đầu! Bùi Tiến Dũng vừa ăn thân bắn lên. Thật là những phút giây tuyệt đẹp của đội tuyển Việt Nam, khi mà chúng ta luôn có cảm nhận là bàn thắng đã ở rất gần rồi. Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí tuyệt vời. Quang Hải! Quá tiếc cho tình huống này, đường truyền của Quang Hải. Phan Văn Đức đã rất cố gắng để chạm vào bóng rồi, nhưng đội bạn vẫn có sự bọc lót cho nhau ở tình huống này. Quang Hải chơi giày rất hay. Quang Hải đã nhìn thấy một, và sự tự tin cũng không còn với thủ thành Safi. Cú sút của Quang Hải. 15 phút khó quên với những cổ động viên chúng ta.
Bình thường anh Khắc Cường có công nhận không? Sau khi chắc chắn sẽ không có khó khăn nào với một pha bóng như vừa rồi. Nhưng những áp lực mà chúng ta tạo ra khiến cầu thủ môn này không có được sự tự tin lớn nhất. Và anh ta cũng đã phải... Đó bắt đầu! Phạm Văn Đức! Có thể dứt điểm! Cao Phương! Cú đá sấm sét của Hùng Dũng! Để ngăn cản những cú đá ngoài khu vực 16m50 của chúng ta. Một sự tự tin cao độ của tiền vệ Hùng. Quyết định đá thẳng và Đặng Văn Lâm đã đâm bóng chính xác. Lần này thì không còn nguy hiểm nữa rồi. Đúng là các cầu thủ đã thi đấu với một sự quả cảm và một tinh thần tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm nay. Với những tình huống... và Safi. Quế Ngọc Hải. Cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một sự giải tỏa. Và ông Park Hang-seo đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ áo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Jordani trong màn tranh tài đầu tiên này. Trước một thủ môn đã 36 tuổi dạn dày kinh nghiệm thì cú đá thành công ở lượt sút đầu tiên này của Quế Ngọc Hải là cực kỳ quan trọng. Nó mang đến một sự giải tỏa rất lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta. Và đồng thời đặt đối phương vào một tình thế có thể nói là căng thẳng. Đội bạn cũng chọn người có thể nói là sút phạt tốt nhất của mình là Ba Ha để đối mặt với Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm 1m88. Và Ba Ha, cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Của Ba Ha là quá mạnh. Bóng đi căng vào tầm cao nữa. Hai huấn luyện viên đều chọn những cầu thủ sút phạt tốt nhất. Bây giờ là Hùng Dũng. Quả thật là rất căng thẳng. Hùng Dũng. Đây là một trận đấu xuất sắc của Hùng Dũng với rất nhiều lần thực hiện cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Safi. Nhưng ở chấm 11m thì dù Safi đã đổ đúng hướng nhưng cú đá của Hùng Dũng là quá hiểm. Một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn. Cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin và đạt được sự chính xác đến mức tối đa. Và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 cầu thủ vào sân thay người của đội bạn Ba Ha Seif. Cú đá của Ba Ha! Hoan hô Đặng Văn Lâm! Và bóng vừa chạm vào xà ngang của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng. Nhưng bóng đã trúng vào xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Người thực hiện quả đá tiếp theo là Xuân Trường. Xuân Trường. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt sút luân lưu và vẫn là hình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc sau khi đã hôn lên ngôi sao vàng ở ngực áo. Và đây là một cú đá bắt lấy tiếp theo nữa. Rất tin tưởng ở những góc sút và hướng sút của mình. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Xuân Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Một hình ảnh đầy lãng mạn của Lương Xuân Trường. Và tiếp theo chúng ta lại đặt niềm tin và sự trông đợi của mình vào thủ môn Đặng Văn Lâm. Và lại là một cầu thủ khác
vào sân thay người của đội tuyển Jordani trong trận đấu ngày hôm nay. Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Văn Lâm lại chiến thắng. Số lừa số đã bằng nhau. Anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định, và sau đó là một cú đổ người tuyệt vời. Hoan hô Đặng Văn Lâm. 3-1 rồi, đội tuyển Việt Nam, và đây là hình ảnh cũng rất tuyệt vời khác với đội tuyển của chúng ta. Và bây giờ ai sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo để có thể mang về niềm vui cho chúng ta đây? Minh Vương. Minh Vương, một thời khắc rất quan trọng. Minh Vương, rất tiếc. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một loạt sút quá quan trọng. Lượt sút thứ tư của đội tuyển Jordani. Và nếu cú sút này không thành công thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn. Hãy tiếp tục đặt niềm tin ở Đặng Văn Lâm. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Tỷ số luân lưu bây giờ là 3-2. Đội bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cách đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Rồi. Tự hào thay hai tiếng Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Bản lĩnh tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng. Áp lực là khủng khiếp, nhưng những người đang phải căng thẳng và không tin chuyện gì đang xảy ra là các cổ động viên của Jordani. Còn với các cổ động viên Việt Nam là niềm hạnh phúc vỡ bờ. Đó là bản lĩnh của một người chiến sĩ quân đội nhân dân, một người lính đá bóng, và nó cũng là hình ảnh của những chiến binh sao vàng. Tuyệt vời. Jordani các bạn đã chiến đấu rất hay, đã có một giải đấu rất hay. Nhưng hôm nay là Việt Nam của chúng tôi, những người xứng đáng có mặt ở tứ kết. Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất, và đó là những giọt nước mắt của cả niềm vui, là sự thất vọng. Huấn luyện viên từng giới thiệu cho thế giới Lukaku, Eden Hazard, Rainer. Hình ảnh tuyệt vời của Đặng Văn Lâm. Một kiểu chào rất tuyệt vời mà Đặng Văn Lâm đã khiến cho chúng ta đong đầy cảm xúc. Và hôm nay pha tung người cản phá của anh, những áp lực của anh tạo ra cho đối phương. AFF Suzuki Cup 2020 trực tiếp độc quyền trên fanpage và YouTube Netsport.